Xin chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 19 tháng 4 năm 2024, chiều nay này có 3 đồng chí lên được. Trong này là đài Sony CFS 777SC với lại một chiếc đài Sanyo đồng hương với lại bật mã un, với lại 6 cuộn băng cassette loại băng Sony HS90. Cái thùng xốp này là cái thùng xốp người thượng đế trước gửi cho mình tận dụng gửi lại. Đấy, nhưng mà băng dính thì bọc bốn xung quanh nhất chi là chắc chắn. Địa chỉ tới huyện Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Khang 1861, Merci. Còn đây là băng cassette, địa chỉ tới phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là băng cassette tới phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.